Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2015, tức là chúng ta đã bước sang năm mới được 2 ngày. Vì vậy, chuyên mục Gia Lai tuần qua của Gia Lai Live TV lần này sẽ là một chủ đề đặc biệt với chủ đề chào mừng Tân Niên 2015. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian để chuyển đến quý vị và các bạn một số hình ảnh đón chào năm mới 2015 của thế giới, cũng như tại một số địa phương trên cả nước. Nhưng trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật năm 2014 của tỉnh nhà. Các vị lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam đã đến thăm và làm việc tại Gia Lai. Ngoài chương trình làm việc cụ thể, các vị lãnh đạo tập trung chỉ đạo, đôn đốc địa phương dùng sức tối đa để hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, thực hiện thành công mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 2 với chủ đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với sự tham gia của 250 đại biểu. Ngoài thắt chặt tinh thần đoàn kết, đại hội còn đề ra phương hướng đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. Vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thực hiện công tác chính sách dân tộc, xây dựng khối đoàn kết toàn dân bền vững. Khởi công xây dựng dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay của cảng hàng không Pleiku do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 945 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Bên cạnh đó, dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14-19 cũng được khởi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tác động quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh và khu vực. Giá hồ tiêu lên cao nhất kể từ trước tới nay và giá cà phê ổn định đem lại sự phấn khởi cho người sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, chính sách ưu đãi về thuế dành cho hoạt động kinh doanh nông sản đã đưa giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt cao nhất từ trước tới nay 580 triệu USD bằng 193,3% kế hoạch, tăng gấp 2,24 lần so với năm 2013. Trong khi đó, giá mủ cao su xuống thấp nhất trong vòng 10 năm qua, cuối năm 2014 chưa tới 30 triệu đồng một tấn, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập công nhân, hộ sản xuất. Hàng trăm hecta cao su tiểu điền bị đốn hạ để thay thế bằng cây trồng khác xảy ra có nguyên do từ đây, làm đau đầu các nhà quản lý xã hội. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với 25 xã điểm đạt từ 9 tiêu chí trở lên phấn đấu về đích vào cuối năm 2014 và có khoảng 10 xã về đích nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, toàn tỉnh huy động 2.909,7 tỷ đồng để thực hiện. Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào cách mạng rộng khắp, được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Đội ngũ cán bộ được nâng cao về nhận thức, khả năng vận động quần chúng, bộ máy thực hiện các cấp có sự liên kết và phát huy hiệu quả. Triển khai dự án 6.300 tỷ đồng nuôi bò sữa, bò thịt do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án đã được ký kết hợp tác kinh doanh ba bên giữa Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood, Vissan. Đây là một phần của dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chế biến sữa, thịt, thức ăn gia súc, sản xuất, chế biến phân bón và trồng cây hồ tiêu có tổng vốn đầu tư 16.138 tỷ đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đồng ý cho phép Hoàng Anh Gia Lai triển khai. Ngay sau lễ ký kết hợp tác, các bên liên quan đã tích cực triển khai thực hiện dự án. Sau khi được giao 7 hectare đất tại khu công nghiệp Trà Đa, Nutifood đã bắt tay xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi. Hoàng Anh Gia Lai cũng đã nhập hàng ngàn con bò sữa từ nước ngoài về, cùng với việc xây dựng trang trại đồng cỏ nhằm cung cấp sữa nguyên liệu cho Nutifood. Dự kiến giữa năm 2015, nhà máy sản xuất sữa tươi 100% sẽ trình làng lô sản phẩm đầu tiên. U19 Hoàng Anh Gia Lai gây tiếng vang tại giải U19 Đông Nam Á và U21 quốc tế. Đây là hiện tượng nổi bật trong đời sống thể thao nước nhà và gây sốt không chỉ trong bóng đá. Sau 8 năm, lứa cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đông Triều của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal RMZ đã chinh phục trái tim hàng triệu người hâm mộ bởi tài năng, tinh thần cống hiến và trên hết là chơi thứ bóng đá sạch đẹp.
Theo nhiều chuyên gia, đây là lứa cầu thủ hứa hẹn đem lại thành tích tốt cho môn bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực trong thời gian tới, cũng như khả năng kéo khán giả đến sân thi đấu. Đưa ra xét xử vụ án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình An do Trần Thị Quý Phượng làm giám đốc. Vụ án chỉ được phanh phui khi Công ty Bình An bỏ dở hàng chục công trình trị giá hơn 112 tỷ đồng sau khi ứng hơn 63,6 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán hơn 21 tỷ đồng. Vụ án liên quan đến hàng loạt sai phạm tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Cơ bản của một số huyện có dự án do Công ty Bình An thi công. Vỡ đê quai thủy điện Gia Gren 2 lần thứ hai. Thủy điện này nằm trên địa bàn xã Gia Tôm, huyện Đức Cơ, đã từng bị vỡ vào tháng 6 năm 2013 và tiếp tục vỡ lần thứ hai vào ngày 1 tháng 8, gây ra lũ lớn, làm thiệt hại nhiều tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân vùng hạ lưu. Đây là bài học đắt giá cho công tác quy hoạch, quản lý, thi công dự án. Hiện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long vẫn đang khắc phục sự cố, cũng như tích cực hoàn thành đền bù thiệt hại cho dân. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của tỉnh, tờ báo Gia Lai, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cũng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc xa gần. Theo đó, ngày 1 tháng 11 năm 2014, báo Gia Lai đã cho ra mắt trang truyền hình online mang tên Gia Lai Online TV. 6 chuyên mục Thời sự, Gia Lai tuần qua, Phóng sự, Giải trí, Thể thao, Gia Lai đất và người chính là những thước phim chân thực đậm hơi thở cuộc sống mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả. Sau gần 2 tháng kể từ ngày ra mắt, Gia Lai Online TV đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, quan tâm cũng như đóng góp ý kiến của khán giả xa gần. Đó chính là nguồn động viên để báo Gia Lai và những người thực hiện chương trình khắc phục khó khăn, tiếp tục tạo ra những sản phẩm truyền hình hay, ý nghĩa gửi đến cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015 đã đến mang theo nhiều kỳ vọng. Sau đây là những hình ảnh do chúng tôi tổng hợp về không khí đón năm mới tại các nước trên thế giới và một số tỉnh thành tại Việt Nam. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các quốc gia trên thế giới đã tưng bừng đón chào tân niên bằng những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ và không quên gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ở Việt Nam, dù đây chưa thực sự là đêm giao thừa đúng nghĩa, song đông đảo người dân tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cũng đã xuống đường để hòa chung không khí hân hoan đón chào năm mới, tham dự các sự kiện âm nhạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và xem bắn pháo hoa. Tại Gia Lai, đường phố cũng được trang hoàng bằng các băng rôn, khẩu hiệu, đèn led chào đón năm mới 2015. Đêm giao thừa có lẽ do thời tiết phố núi khá lạnh nên lượng người đổ ra đường vui chơi không nhiều như mọi năm. Tuy nhiên, trong ngày 1 tháng 1, tại các khu vui chơi giải trí cũng như quán cà phê luôn trong tình trạng đông nghịt khách ra vào. Nhiều hàng quán đã chủ động tổ chức các chương trình ca nhạc, trình diễn ảo thuật với mục đích tri ân và mang lại không khí đón Tết dương lịch vui vẻ, ấm áp cho khách hàng. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Gia Lai tuần qua của Gia Lai Live TV số đặc biệt chào tân niên 2015. Thay mặt cho báo Gia Lai và những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý vị độc giả, khán giả xa gần đã luôn ủng hộ và đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thắng lợi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.